Đi ngược chiều, đi sai làn là hành vi khá phổ biến trên đường, kể cả những tuyến đường đông đúc nơi đô thị. Nhiều người dù biết là việc đi ngược chiều rất là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình vi phạm. Hãy cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô đang đi trên một tuyến đường ghi lại. Tuyến đường không quá đông phương tiện. Bất ngờ tại điểm quay đầu, không hiểu vì lý do gì mà một người đàn ông lớn tuổi đi xe máy đã đi sang chiều đường ngược lại và đâm thẳng vào đầu xe ô tô có gắn camera hành trình. Rất may là xe ô tô có gắn camera hành trình đã chủ động dừng lại nên không có hậu quả đáng tiếc. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng có thể người đàn ông lớn tuổi đi xe máy đã sử dụng nồng độ cồn nên không tỉnh táo, không làm chủ được tốc độ.